Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 5 tháng 2 trên đài truyền hình tần số VTC xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp trên mực 1.500m nên ngày hôm nay toàn bộ khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ kéo dài liên tục trong ngày. Tại các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội chìm trong giá rét với biên độ nhiệt ngày đêm khá nhỏ, chỉ dao động từ 11 cho đến 14 độ. Còn tại các tỉnh khu vực vùng núi như là tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên hay là ở khu vực Lạng Sơn còn có rét hại với ngưỡng nhiệt độ chỉ từ 8 cho đến 11 độ. Thật may mắn là kiểu thời tiết này sẽ không kéo dài lâu. Từ ngày mai khi mà rãnh áp thấp mực 1.500m không còn thì trên hệ thống khí quyển tầng cao, trường gió Tây Bắc khô khống chế ở hầu khắp các khu vực Bắc Bộ, trời sẽ chuyển tạnh giáo nên nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng dần lên ngưỡng 16 đến 19 độ. Rét đậm, rét hại tạm thời chấm dứt. Tuy nhiên, sang đến ngày thứ hai đầu tuần sau thì dự báo khối không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại, khiến cho khu vực Bắc Bộ lại quay trở về trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ cùng nền nhiệt độ giảm, trời quay lại trạng thái rét buốt. Tại khu vực Trung Bộ thì thời tiết mưa và rét tiếp tục xảy ra ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế trong hôm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ 16 cho đến 18 độ ở các tỉnh phía Bắc khu vực và từ 20 đến 22 độ ở các tỉnh phía Nam của khu vực. Sau đó thì mưa giảm khiến cho nền nhiệt toàn khu vực tăng nhẹ lên ngưỡng 20 cho đến 23 độ. Trong khi đó thì các tỉnh thành thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Phú Yên, mưa cũng chỉ còn xuất hiện trong ngày mai. Sau đó thì khu vực sẽ mang kiểu thời tiết là nhiều mây, trưa chiều đôi lúc có những khoảng nắng nhẹ, cùng nền nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 24 cho đến 26 độ. Khu vực từ Thánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ tiếp tục là những nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Tuy nhiên, do đang trong những tháng mùa khô cũng là tháng mà khả năng xâm nhập mặn tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ khá cao. Do vậy, bà con trên khu vực cần hết sức lưu ý và chuẩn bị phương án ứng phó với khả năng xâm nhập mặn bằng cách đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ hay là thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày mai trời nhiều mây, đêm sẽ có mưa nhỏ một vài nơi, ngày giảm mây, hửng nắng, trời rét. Phía Đông Nam của khu vực sẽ có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng là 16 đến 19 độ. Và sang đến ngày mùng 7 thì trời tiếp tục nhiều mây, phổ biến không mưa, nên nhiệt độ trưa chiều tăng nhẹ lên 17 đến 20 độ. Từ ngày mùng 8 thì mưa nhỏ sẽ quay trở lại, nên nhiệt độ giảm nhẹ xuống ngưỡng 16 đến 19 độ. Tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày tới nhiều mây, phổ biến ít mưa, trời rét đậm, vùng núi có nơi có rét hại trong ngày mùng 6. Sau, nền nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng dần, cao nhất ngày mai là từ 15 cho đến 17 độ, sang đến ngày mùng 7, mức nhiệt tăng lên 16 đến 19 độ. Từ ngày mùng 8 thì mưa nhỏ rải rác sẽ xuất hiện trở lại, khiến cho nền nhiệt độ toàn khu vực sẽ giảm xuống 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào ngày mai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, phía Bắc có nơi có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động từ 18 đến 22 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì mưa giảm xuống diện vài nơi và nền nhiệt độ tăng chậm, phổ biến từ 20 đến 24 độ, phía Bắc trời tiếp tục rét. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì vào ngày mai, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, phía Nam phổ biến không mưa ngày nắng, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ ngày mùng 7 trở đi thì mưa ở phía Bắc sẽ giảm xuống diện vài nơi với lượng không còn nhiều nữa và nền nhiệt độ sẽ tăng chậm. Còn phần phía Nam thì tiếp tục là không mưa và ngày nắng, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều trong khoảng 26 đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng và khô. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 25 cho đến 28 độ. Sang đến 2 ngày tiếp theo thì nền nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ và phổ biến từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực Nam Bộ thì thời tiết những ngày tới ổn định với đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 29 đến 32 độ. Từ ngày mùng 7 trở đi thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 30 đến 33 độ. Quay lại với thủ đô Hà Nội, tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới trời nhiều mây, phổ biến ít mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 15 đến 17 độ, sang đến ngày mùng 7 thì mức nhiệt sẽ dao động từ 16 đến 19 độ. Từ ngày mùng 8, mưa nhỏ rải rác sẽ xuất hiện trở lại, khiến cho nền nhiệt độ toàn khu vực giảm xuống ngưỡng 14 đến 17 độ. Trên biển, tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tại đây tiếp tục hoạt động mạnh cấp 6 trong ngày mai, sang đến ngày mùng 7 sẽ tạm thời hoạt động giảm hơn và tăng cường trở lại vào đêm ngày mùng 8 đến ngày mùng 9. Do vậy, các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý.
Trong khi đó, thì tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, mưa xảy ra một vài nơi, sóng biển dâng cao từ 2 đến 3 mét, cũng không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.